bạn. Chúng ta cùng review con đường liên huyện ở Đông Phước về chiều và buổi hoàng hôn. Giờ này là tầm 5 giờ những ngày cận Tết. Còn khoảng 3 tuần nữa là tới Tết Nguyên Đán. Giờ buổi chiều thì bắt đầu xe lạnh. Trên con đường này nhớ đến con đường 9 26 ở Trường Long, hai bên đường dòng qua Quỳnh Anh như thế này. Nhưng ở nơi đây là Đông Phước 126 Hậu Giang. Đây các bạn nghe đi còn đi về. Dòng sông quê hương có những hàng dừa nước quanh bên và những hàng dừa xanh bạc ngàn. Ở đây là một phong cảnh đậm chất miền Tây, vùng Tây Nam Bộ, vùng đất Tây Đô thời xưa. Đây những hàng đu đủ và những hàng chuối ven đường và những bụi hoa Hoàng Anh rất đẹp. Cầu này đang xây dựng dở dang nên chúng ta phải đi đường vòng. Vùng quê nông thôn đậm chất tình người tình nghĩa, vườn rau rơi. Đây là chiếc cầu vòng đi ra ngoài quốc lộ 1A. Thôi mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh MTA của mình. Chúc các bạn ngày đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc, thoải mái, thư giãn. Chào và hẹn gặp lại.